Tới ngoài cổng ha, ngoài cổng thì không có camera, mọi người sẽ không biết được. Thì mình vừa chạy ra ngoài cổng á, thì nó có người để sẵn luôn, có một thằng kẻ lên để sẵn. Mình la cướp, mà xung quanh quá trời người luôn nha. Cái chỗ của mình thì nó không nhiều người, nhưng mà người đi đường á rất nhiều nha, nó băng qua đường. Xong mình kêu cướp, mình dí theo, nó biết là nó sẽ chạy không chạy lại mình rồi. Chân mình ngắn nhưng mình chạy nhanh lắm. Mình tại mình cầm theo cái cây dài lắm, mình cầm theo cái cây này nè. Mình cầm theo cái cây này, mình chạy ra mình quơ nó mà không trúng. Mình quơ nó mấy phát luôn mà không trúng, nó phục đầu nhanh lắm. Đối với mình canh nó mấy bữa nay thì mọi người biết rồi đó, mình đang canh ăn trộm rất nhiều. Bây giờ thực sự là sợ thì đương nhiên là mình phải sợ rồi. Không thể nào, anh em biết không, xung quanh một cái chỗ này nè, nó rất là rộng mà có một mình thôi, có một đường vô thôi. Mình tưởng tượng cái cảnh đó là ví dụ mà giờ đang ở đây thì 3-4 thằng nó vô trong này thì cửa thì mình đã khóa rồi, cửa thì mình đã khóa hết rồi. Nhưng mà có một cái nó hơi khốn nạn xíu để mình chỉ cho mọi người xem. Thì ở trong đây khóa thì có khả năng là nó an toàn đúng không? Mình cũng nghĩ nó an toàn cho đến khi mình đi ra ngoài mình nhìn lên. Mình đi ra ngoài mình nhìn lên thì anh em biết sao không? Trên đây là cái gác, cái chỗ mình ngủ không? Bừa bộn chút xíu, anh em đừng có quan tâm. Đó là cái chỗ mình ngủ ha. Thì đây là cái cửa kính nè, đó. Thì khi mà bình thường á, mình ở đây á, mình ngồi đây nè, anh em thấy cái ghế đây không? Đó, mình ngồi đây thì mình hút thuốc, mình xem phim này nọ, rồi mình nhìn. Rồi mình nhìn xuống, hết không? Đó, rồi mình nhìn xuống. Thì mấy cái cửa ngoài đây á là mấy cái cửa kính nè, đó. Thì đó, anh em thấy không? Mấy cái cửa đây là mấy cửa kính. Thì nó có khả năng là nó đập được cái cửa này anh em. Rất là ớn, mình hiện tại là cảm thấy tay chân nó hơi bủng rủng xíu. Sợ thì đương nhiên là có sợ rồi, nhưng mà mình không có sợ tụi nó. Vô đây thì một đổi một thôi. Mình làm một cái chỗ này thì đồ xung quanh nhà mình rất là nhiều đồ chơi. À đó, mình thường thì mình đóng hết cửa để mình nhìn. Đó. Thì nó có thể đụng đình hoặc là nó đứng tự dưới đất nè. Nó nhảy một phát là nó đụng hai cái tay nó lên tấm kiến này được luôn, thấy không? Nó từ gì đó nó nhảy, bản thân mình nhảy nó còn đụng cái tay lên được mà, thằng đó nó cao lắm. Nó nhảy lên nó đụng được cái này luôn, không? Nó đụng được cái này nó bám lên thì nó lên đây và đây là cửa kính, không? Nó đập một cái hoặc là cái kéo cửa này nè, mấy cửa này rất yếu. Đó. Anh em nghĩ đi, mình đang ở trong một cái khu vực mà mình la hét cỡ nào thì người ta cũng sẽ không biết. Cái chỗ này nó rất rộng. Đó, chỉ có một đường vô duy nhất thôi, nhưng mà không phải là một chỗ đó anh em thấy không? Cái bờ rào kia kìa. Ý da, có hai thằng kìa. Có hai thằng ngoài kìa. Ba thằng luôn. Không chừng là tụi nó đó anh em ơi. Không chừng là tụi nó đó.
từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tại vì nó đã biết mình ở trong đây có một mình à. Nó mất tiêu rồi, nó quẹo rồi, nó quẹo rồi. Đó, anh em thấy không, mình ở đây á có một mình thôi. Nó leo vô cái bờ rào kia kìa, nó búng, nó leo được, nghĩa là nó nhảy lên cái là nó bám được cái bờ tường là nó nhảy lên được. Thấy không, nó chui đây, nó mon 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 vô đây nè, đó, nó đi một cái mé tường nè. Ở cây không mà đâu có ai biết đâu, thấy không? Đó, đi lên đây, nó đụng đình một thằng nhảy lên đây. Thì mình ở trong đây có một mình thôi, không có ai hết, mình có báo công an rồi nhưng mà thì anh em biết rồi đó. Thì từ đó trong đây nó vô tới trong đây rồi. Nó vô tới trong đây rồi nha, thì chỉ khoảng 1 hoặc 2 phút thôi là mình là nó đã xong xuôi rồi, mình đã không cầm được điện thoại mình báo công an rồi. Không thể nào trong cái lúc đó mình báo công an được. Đó, anh em thấy không? Có rất là nhiều chỗ đi lên, đó lên đường này cũng được nè. Đó. Thì cái kiến này nó từ đây đến đó nó khoảng có vài mét thôi. Nó không nhảy lên được thì nó sẽ đùng đình một thằng lên được. Mình chỉ sợ ba thằng hồi nãy á, tại vì cái thằng áo màu đen á, anh em thấy á, thằng áo màu đen là cái thằng đó đó. Trời ơi sợ quá. Hồi nãy không sợ chứ bây giờ mình nghĩ mình thấy cái cảnh này mình thấy cực kỳ sợ luôn. Cái cửa này lại là không có khóa nữa nè. Đó, cứ kéo ra kéo vô thôi. À, có một cái chuyện mà mình rất là sợ, đó là khi mà nó đã vô trong này rồi thì anh em biết sao không? 1 2 thằng không sợ. 1 2 không sợ. 3 4 5 6 7. Cái số lượng mình người đông lên thì mình trong đây mình anh em phải hiểu á là mình xung quanh cái chỗ này nè, mình la cỡ nào người ta cũng không có qua kịp. Anh em hiểu không? Người ta sẽ không qua kịp. Tới ở đây sau khi đó mình bị cái gì đó thì may ra người ta qua kịp. Mình cũng không thể nào trong lúc mà nó đang ở đây, nó đang đứng ngoài cửa mà mình nhấc cái điện thoại lên alo anh công an hả? Cái chuyện đó không thể xảy ra, để nó bắt máy là mình xong rồi, hiểu không? Mình rất là sợ. Mà mình không có bản lĩnh ở đây, không có đặt cái vấn đề là mày ngon hay mày không ngon, mày bản lĩnh hay mày không bản lĩnh, mày tốt hay là như nào đó, mình không có đặt ở đây. Mình đặt cái trường hợp cái tính mạng mình lên hàng đầu. Mình đặt tính mạng mình lên hàng đầu, cho nên video này mình quay trước. Mới kể ra sách đây mấy phút thôi. Video này mình quay trước để mà lỡ như mà mình có chuyện gì đó, thì đó là cái camera là cái một, cái thứ nhất. Cái thứ hai mà lỡ mình có lỡ tay mình đánh chết một ai đó đó thì mình tin đó là cái video này á nó cũng sẽ là một cái gì đó để giảm nhẹ tội của mình xuống, mình không mang cái tội giết người. Tại vì anh em biết không, những cái cây sắt này nè, những cái cây sắt này nè nhìn nó mỏng manh như vậy, nhưng mà nếu mà với một sức lực mà tay lực tay tốt như mình á, mình lực tay mình tốt lắm, lực tay tốt như mình á mà quơ trúng một phát một, mình nói thề luôn á là chỉ có vỡ đầu mà chết thôi chứ không có thể làm sống được hết á. Xung quanh ở đây thì rất là nhiều cây, nó có cái cuốc luôn kìa, đó cây, đó cây. Còn may mắn là có con rộn, không có con rộn nè. Thứ nhất á, là xe mình không sợ mất, nhưng mà khi nó không lấy xe được á, thì nó sẽ hóa liều, anh em hiểu không? Hồi nãy đó mình thấy đó, nó lượn qua lượn lại 2-3 lần và có hai đối tượng. Và khi mình chạy ra tới bên ngoài á, khi mà mình chạy ra tới bên ngoài mình dí nó đó, thì nó dí ngược lại mình anh em. Nó có hai người, một cái thằng đi vô và một thằng đứng đợi xe, đi một chiếc xe không có đèn. Và nó rất là manh động, anh em hiểu không? Nó rất là manh động. Nó chửi mặt mình, nó tao đập chết mẹ mày, bây giờ mày tin không? Mày tin tao đập chết mẹ mày không? Mày ở trong đó đi, mày ở trong đó có một mình đúng không? Tối tao vô tao giết mày. Đồ má. Trời, mình nghe câu đó xong tự nhiên cái ớn và cạn liền, tại vì mình liên tưởng anh em, mình liên tưởng tới cái việc á là chỉ có một mình trong này thôi. Chỉ có một mình thôi. Và nếu như tụi nó là 5 6 thằng, 7 8 thằng thì mình làm sao được? Và cái cửa này mình không thể nào mà mình đóng xuyên suốt 24/24. Mình bảo vệ ở đây thì mình phải mở nó lên ít nhất khoảng 10 giờ hoặc là 9 giờ 10 giờ đó mình mới đóng nó xuống. Lâu lâu đêm mình còn đi ra ngoài mình ăn nữa, mình đói mà, mình phải đi ra ngoài mình ăn. Mình thức đêm nó quen rồi. Thì anh em nghĩ sao khi mà nó đang đứng chờ sẵn, khi mà mình vừa ló cái đầu ra, vừa đi ra khỏi cái chỗ này, nó xúc mình. Nó núp trong mấy cái bụi cỏ đó, nó nhào ra nó hút mình luôn. Hoặc tính nó đứng ở ngoài nó biết chỗ này có một mình rồi. Thì anh em thấy không? Có một mình thôi. Thì cái mình vừa ló đầu ra là nó sẽ xúc mình luôn. Rồi, video này mình quay đó có mục đích rồi đó, hôm nãy mình nói mục đích rồi đó. Với mục đích đó, con rụng nó rất là khôn anh em thấy không? Con rụng nó rất là khôn. Đó, nó nằm nó chờ. Nó nhìn ra cái lỗ á, con rụng của mình nó rất là khôn. Ai chửi nó ngu thì chịu chứ nó rất là khôn. Đó. Nó đứng nó nhìn ra cái lỗ anh em thấy không? Có người phải là nó sổ liệt, đêm nào nó cũng ở đây nó canh với mình hết đó. Đêm nào nó cũng canh hết á, mình lên lầu ngủ thì nó lên lầu, đúng không? Mình lên lầu ngủ nó chui vô lòng mình nó ngủ. Còn mình ở dưới đây á, mình ngồi trong phòng văn phòng á là nó sẽ vòng vòng xung quanh đây nè, nó không có vô đó đâu. Không, nó không có vô trong nhà đâu. Nó sẽ vòng vòng xung quanh đây, nó nhìn ra ngoài cửa. Nó rất là khôn. Bởi vậy
Video này mình cũng muốn nhắn nhủ là mọi người đang ăn thịt chó thì mọi người phải xác định đi, nếu mà hôm nay là không phải là mình mà là bạn, bạn đang là người ăn thịt chó thì vô tình bạn đi giết một con chó mà nó đã cứu cái chiếc xe của bạn, thậm chí có khả năng là nó thể có khả năng là nó đã cứu cái mạng của bạn rồi đó. Đừng ăn thịt chó. Rồi, video này chỉ như đây thôi. Và hy vọng anh em nào mà đang ở một mình giống như mình đó, thì nên thủ sẵn những cái món đồ cần thiết khi mà gặp chuyện mình có cái sử dụng liền, chứ đừng để mà có rồi cứ có công an mình thề luôn anh em bước ở đây khoảng chừng đi khoảng chừng 100 bước chân, quẹo trái khoảng chừng 5 bước chân là tới đồn công an rồi. Đồn công an nằm ngoài đó, mình ở đây mà còn bị cướp, mình còn bị trộm như vậy nữa thì sẽ ra sao với mọi người không gần khu vực mà không có công an. Mình không câu view, không câu like video này, mình muốn mọi người cẩn thận hơn. Nếu được hãy chia sẻ nó lên Facebook, dùng cái nút chia sẻ của thằng YouTube á, dùng cái nút chia sẻ đó, chia sẻ lên Facebook cho mọi người xem và cảnh giác. Đây đang là mùa World Cup, tụi nó rất là manh động, cực kỳ manh động luôn, nó đã quay lại đây rất rất nhiều lần rồi. Mình đã báo công an và không có chuyện gì xảy ra hết. Và cái đặc biệt đó là mấy bữa nay mình đi ra ngoài mình ăn á, mình cũng hỏi sơ sơ về những cái việc mất cắp ở đây, thì hai thằng đó là hai thủ phạm, mình có hình luôn, tại vì người ta cũng có camera, người ta cũng cho mình xem hình, báo công an. Nhưng mà bây giờ tụi nó còn vẫn ở ngoài thì anh em phải tự hiểu đi, báo công an không giải quyết được gì hết. Rồi, có người thì đánh nó gãy tay gãy chân này nọ, đền tiền thuốc lại cho nó, đánh nó xong phải đền tiền cho nó, là bây giờ nó tiếp tục ra ngoài ăn trộm. Vậy thì những cái người mà dân lương thiện như mình á biết làm sao? Câu hỏi đặt ra trong video này, mọi người trả lời đi.